Thầy Tuấn Vietkey chấp 10 pi thủ khủng nhất mọi thời đại phản biện về Pi Network. Chào bạn, chào các pioneer. Chúng ta đã bàn luận rất nhiều về hành trình đầy thú vị của Pi Network, cả về mặt phát triển công nghệ kỹ thuật và cộng đồng người dùng trong suốt 5 năm vừa qua. Cộng đồng pioneer ở Việt Nam cũng đã trải qua hành trình này cùng với các cộng đồng khác trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian ấy, không ít những chạm trán đã xảy ra giữa các cộng đồng yêu mến Pi và anti-Pi, giữa giới bình dân học vụ và các chuyên gia, giữa những người hiểu biết về blockchain và những người mới tìm hiểu về tiền điện tử Pi coin. Đã có quá nhiều drama và tranh cãi nảy lửa về dự án này, nhưng đỉnh điểm của mâu thuẫn có vẻ vẫn chưa được giải quyết êm xuôi. Mới đây thì kênh VTV Money đã cho ra thông báo rằng thầy Tuấn Vietkey sẽ có một buổi talk nói về Pi Network, và những pioneer muốn tranh biện cùng ông sẽ có cơ hội được lên sóng. Chủ đề này đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng. Từ 3 năm trước, ông đã có những tranh cãi nảy lửa với cộng đồng xung quanh chủ đề về Bitcoin. Lần gần nhất xuất hiện trên kênh CryptoLeakVN của chúng ta vào tháng 3 năm trước. Trong đoạn video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về chương trình này. Video cũng sẽ giúp bạn nhìn lại các quan điểm từ trước đến giờ của cộng đồng và thầy Tuấn Vietkey về dự án Bitcoin. Xin mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Phần 1. VTV dậy sóng với sự trở lại của thầy Tuấn Vietkey. Mới đây thì VTV Money đã cho biết họ sẽ tổ chức một chương trình live bàn luận về Pi Network. Đây là chủ đề đã được kênh này mổ xẻ cách đây 3 năm với sự tham gia của thầy Tuấn Vietkey. Theo thông tin ban đầu thì chương trình sẽ được tổ chức tại hai kênh là 24 giờ công nghệ và VTV Money. Tại các diễn đàn, cộng đồng đang bàn tán xôn xao về buổi talk này. Tuy nhiên, vẫn chưa chốt được danh tính các pi thủ sẽ tham gia phản biện trong buổi talk show. Thầy Tuấn cũng cho biết sẵn sàng tham gia tranh luận cùng 10 người giỏi về pi nhất ở Việt Nam, nếu họ sẵn sàng lên tiếng. Cho đến giờ, mới có một ứng viên, pi thủ Việt Nam có tới cả triệu người. Mỗi khi nhiều pi thủ núp lùm, nói tránh, nói chệch, mà khi có cơ hội ra ánh sáng nói đàng hoàng thì lại không thấy ai, mới lạ. Rất muốn ai đó chứng minh được tôi bảo thủ, không cập nhật hoặc tôi sai. Tôi sẵn sàng đối chất với 10 pi thủ cao nhất cùng một lúc. Rất mong pi thủ giới thiệu ứng viên. Để nói thêm về sự mâu thuẫn này cho các bạn cùng hình dung, thì từ năm 2019, trên thế giới đã tồn tại rất nhiều dự án làm về crypto với các công nghệ tiên tiến. Cuộc chiến về kỹ thuật và cuộc đua giành lấy vị trí dẫn đầu Layer 1 đã rất nhộn nhịp từ thời điểm này. Tuy nhiên, Pi Network trong thời điểm ra mắt vẫn chưa chứng minh được sự nổi trội của mình. Chính vì lẽ này mà cuộc chiến đã bùng nổ, cộng đồng chia làm hai phe rõ rệt, tranh cãi lẫn nhau về hiện trạng của Pi Network. Phần 2. Quan điểm của thầy Tuấn đã thay đổi như thế nào? Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên thầy Tuấn xuất hiện để nói về Pi Network. Sau chương trình trên công nghệ 24 giờ, ông cũng có một buổi talk show trên kênh của CryptoLeakVN. Tại đây ông đã cập nhật rất nhiều quan điểm của mình về Pi Network. Từ ban đầu, dự án Pi Network chưa có blockchain với số cái, chỉ là một ứng dụng điểm danh đúng nghĩa, nên nhìn nhận của giới công nghệ về vấn đề này không sai. Sau một thời gian phát triển thì mạng Pi mới ra đời, sổ cái mới xuất hiện. Trong lần xuất hiện trên CryptoLeakVN thì ông đã cập nhật các thông tin này và đồng ý là Pi đã có mạng riêng. Quá trình phát triển tới đâu thì được đánh giá và cập nhật tới đó. Đây cũng là một quan điểm trung lập. Để hiểu thêm về Bitcoin, cộng đồng nên tìm hiểu sâu hơn về blockchain, công nghệ và tính phi tập trung. Trên hết thì mạng Pi đến hiện tại vẫn là mạng tập trung. Mọi quyền hành đang nằm trong tay của Pi Team. Nó vẫn chưa phi tập trung như dự án tuyên bố. Và trong tương lai vẫn chưa biết rõ Pi Team sẽ từ bỏ quyền phi tập trung bằng cách nào, vì họ vẫn nắm giữ 20% tổng cung của Bitcoin. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến của buổi talk show và phân tích cùng các bạn trong những video sau. CryptoLeakVN rất vui khi cùng các pioneer đồng hành và khám phá Pi Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pi Network và giao dịch an toàn. Cảm ơn tất cả các pioneer đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.